sư cho con hỏi Đức Thế Tôn đã từng nhìn ra loài vi trùng và có vô lượng thế giới, sao ngài không nói về loài khủng long? Câu hỏi này cũng tương đối thú vị, mời Đại Đức Tuệ Tường đi. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi sư đánh giá rất là ngây ngô, không có yếu tố ngây ngô đây, suy nghĩ vậy chứ không phải là có lẽ là không phải là một câu hỏi mà nó vô nghĩa đâu. Yeah. Vì sao? Đúng là thật sự Đức Thế Tôn ngài có nói về những cái loài vi trùng này nọ, cụ thể là ngài có khuyên là những cái khi mà mình đốt lửa thưa quý vị, hay là mình nấu nước sôi rồi đó, kiểu đó, mình không có nên tại vì có những cái loại sinh vật rất là nhỏ, mà thời điểm đó thì không có ai thấy được cái đó, mà khoa học bây giờ đã chứng minh đã có. Bây giờ đặt câu hỏi ra tại sao mà lại Đức Phật lại nói cái vi trùng mà lại không nói về khủng long, nhưng mà khủng long là bây giờ cũng phát hiện ra. Xin thưa quý vị, vì phải nắm được công thức gốc là như vậy nè. Khi Đức Phật á, ngài là bậc toàn giác, có nghĩa là ngài thông hiểu về mọi sự vận hành trong vũ trụ này. Nhưng mà ngài khi mà ngài nói vấn đề gì á, ngài chỉ nói á, cái vấn đề đó đó với cái đó, với cái đối tượng đó đó, mang lại lợi lạc cho đối tượng đó đó. Có nghĩa là ngài chỉ nói là cái đối tượng đó, ngài chỉ nói những cái điều khiến cho đối tượng đó từ chưa có niềm tin, từ chưa có sự giác ngộ đến sự giác ngộ. Có một vấn đề như vậy, vì phải hiểu là trong bối cảnh mà Đức Phật nói vi trùng á, thì cái vật đề mà Đức Phật đề cập đến vấn đề này nè, thì ngay thời điểm đó thì cái lợi ích mà khi nói về vấn đề nè là mang lợi ích đến với cái hội chúng đó, hay là đối với cái vị đó, đem đến sự giác ngộ, quý vị hiểu không ạ? Còn nếu mà Thích Thế Tôn á, mà ngài nói ngài cũng nói về khủng long này nọ đi, nhưng mà là cái đối tượng đó họ không có niềm tin, không có đem được giác ngộ, thì ngài không có nói. Giống như bài kinh lá Sim Sa Ba, thưa quý vị, Thế Tôn ngài nói, nghĩa là ngài biết rất là nhiều, nhưng mà ngài chỉ nói về khổ và khổ thôi. Quý vị phải lưu tâm một cái điểm này nè, là trong bài kinh Trung Bộ thì Đức Phật có nói là Như Lai á, biết những cái gì á, là sự thật, và đó đúng là sự thật. Nhưng mà cái sự thật này nè, lợi ích này nè có lợi ích cho chúng sanh đó, nhưng mà nếu chúng sanh đó là chúng sanh đó không có hoan hỷ với cái lời nói đó, nghĩa là khó chấp nhận lời nói đó, thì Như Lai biết thời điểm thích hợp để nói về chúng sanh đó chấp nhận đó. Chấp nhận ở đây là hiểu là có cái niềm tin tâm đạo bảo và có đến sự giác ngộ, đúng không? Và cái điều thứ hai là Đức Thế Tôn ngài nói là có những điều mà Thế Tôn biết được đó là sự thật và đúng như sự thật và có lợi ích chúng sanh đó, thì Thế Tôn chọn thời điểm thích hợp Thế Tôn nói. Tại vì sao sư nhấn mạnh cái việc này? Tại vì khi mà nói cái điều quý vị mà đối với cái đối tượng mà không có niềm tin đó rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì thí dụ mà nói về cõi trời hay nói về giống như quý vị nói về khủng long đó, mà cái chúng sanh đối đối tượng đó không có niềm tin, thì đâm ra họ sẽ phỉ báng, họ nói là tôi họ đâu có thấy đâu, đúng không? Cái điều này mọi người khác cũng không có thấy. Rồi nữa, chính vì cái sự mà nghi hoặc đó rồi dẫn đến cái sự không có niềm tin, rồi thậm chí xúc phạm đó, thì đưa chúng sanh đến cái khổ cảnh. Cho nên quý vị phải hiểu á, chưa có một cái đây là một cái kiến sư, một cái vấn đề ý kiến sư riêng của sư thôi nha, là theo suy nghĩ nha, thật sự á, nếu mà Đức vị Phật tương lai nha, Phật tương lai á, mà nếu á cái vấn đề mà khủng long này nè, mà nếu mà nói vấn đề khủng long này đến một cái đối tượng mà khả năng đối tượng đó là nghe tiếp thu, mà cái điều đó khiến cho đối tượng nó có niềm tin và giác ngộ, thì Đức Phật tương lai người cũng sẽ nói. Nhưng mà nếu mà ngược lại,
cái vấn đề mà gọi là vi trùng này nè, hay là voi ma mút đó, hay là UFO phải không, hay là sinh vật ngoài hành tinh đó. Mà nếu mà không có mang lợi ích đó, thì ngài cũng nói, cho nên quý vị phải hiểu rõ cái vấn đề như vậy. Còn á, trước khi kết thúc câu trả lời, câu cái câu mà trả lời này á, thì sư á, có trích dẫn ở trong tạng luật á, có vấn đề, có một cái vấn đề, có một vấn đề như vậy để cho quý vị hiểu là tại sao á, là Đế Tôn ngài á, ngài không có nói những cái vấn đề mà không liên quan đến sự giác ngộ là như vậy. Thí dụ bây giờ trong tạng luật nè, có cái tình huống, có cái đoạn như vậy nè, thì nếu mà sư nói ra có những sinh vật nó lớn như vậy nè, thì quý vị có tin được không? Trong tạng luật á, trong Đức Phật nói về 8 điều kỳ diệu biển cả, thì Đức Phật có mô tả như vậy. Này các tỳ khưu, có điều này nữa, biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh to lớn, ở đó các chúng sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, cá atula, các loài rồng, càng thác bà. Đó, tới đây là quý vị nói trong trong biển cả là có atula, loài rồng, càng thác bà này, quý vị tin chưa? Nhưng mà chưa, lại là có đoạn này nữa, trong biển cả có những loài hữu hình lên đến 100 do tuần, rồi những loài hữu hình lên đến 200 do tuần. Một do tuần quý vị biết đó là 16 cây số, 16 cây số đó, 16 cây số vuông đó. Thì quý vị tự nghĩ đi, nếu mà chiếc phàm phu mình đó, mình đọc vô đây mình nói ừ làm gì có sinh vật lớn như vậy. Mà thật sự trong sư có đọc một tài liệu mà về các nhà khảo cổ học đó, họ có họ khai thác đó, tới thời điểm này họ khai thác đó, họ có khai thác được những bộ xương quý vị mà chiều cao con người đó, lên tới 20-30 mét luôn. Nhưng mà có điều á, quý vị phải hiểu rõ là những cái gì có lợi ích đem đến cái niềm tin, đem đến sự giác ngộ, Đức Thế Tôn ngài mới nói. Còn nếu mà không, điều đó không đem lại lợi ích, không đem đến niềm tin, mà đem lại cái sự nghi hoặc, rồi thậm chí đem đến cái sự phỉ báng, sự xúc phạm, thì ngài vì lòng thương tưởng, vì lòng nghi bẩn, ngài sẽ không nói điều đó. Đó, cho nên là quý vị hiểu như thế nào là tại sao Đức Phật này nói vị trùng mà lại không nói là khủng long lên như vậy. Kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Sư thì sư có cái nhìn khác, nó hơi khác một tí xíu. Và sư mời quý vị đọc qua cái bài viết này. Tức là nếu như quý vị nhớ nha, cái con khủng long, bây giờ người ta làm ra cái hình tượng đó, rồi người ta gọi đó là con khủng long, là do người ta dựa trên cái bộ xương hóa thạch, rồi từ đó đó người ta tái tạo. Và bây giờ nói chung là mọi người trên thế giới là đều công nhận là con khủng long nó có cái hình dáng như thế, nhưng mà quan trọng có chắc không. Tại như vậy, nếu như mình chỉ tái tạo một cái sinh vật dựa trên cái bộ xương của nó đó, quý vị xem bài viết này. Bây giờ cái này ha, đây là cái xương nè, đây là cái xương, đây là cái xương. Bây giờ nếu như mà mình tái tạo á, thì người ta có thể tái tạo ra cái con này, tái tạo ra cái con này. Nhưng mà rốt cuộc nó là cái xương gì? À, xương con mèo. Rồi rồi gì nữa? Rồi, đây nữa, đây nè, đây đây cái xương này ha, đó. Nếu mà mình tái tạo nó ra cái gì? Nó ra y như con cá sấu. Thì đúng là nó giống cá sấu đó. Cái này thì đúng à. Nhưng mà coi chừng nha. Rồi tiếp nè, thấy không, ghê không? Đó, răng quá trời răng ha. Bây giờ mình tái tạo ra một cái con nó kinh khủng vậy nè, thực tế nó là gì, là đứa nít, cái răng ở trên là răng sữa đó, nó vậy đó. Rồi còn gì nữa, đây nè, đó, nhìn hay cái xương này thấy ghê chưa? Đó, tái tạo, mình có thể tái tạo ra cái con giống như vậy nè, thực tế nó trông ra làm sao? Nó có hà mã. Quý vị thấy nó khác nhau nhiều lắm không? Thấy khác nhau nhiều lắm không? Rồi đây nè, đó, cái này, cái xương này, đó, mình có thể nhìn tưởng tượng y như là một cái con ngoài hành tinh, nhưng thực tế nó là con rái cá. Rồi đây đó, bị nhìn cũng gì biết cái xương con gì không ha, này nó giống như là nó có một con mắt vậy ha. Đó thì nó có thể ra một cái hình hình dáng như thế này, nhưng rốt cuộc nó là con voi, thấy chưa? Cho nên ấy, nói là để cho quý vị thấy là cái mà bây giờ khoa học người ta nói là cái con khủng long nó hình dáng như thế, thì thôi, thì khoa học họ nói vậy thì mình nghe vậy thôi, chứ còn thực tế cái con đó trông như thế nào thì không chắc nghe, không chắc nghe.
Và quý vị biết là cái con có thể là cái con khủng long đó Đức Thế Tôn nói nó là một cái loài, một cái con nào đó có nhắc tới, nhưng mà mình không liên tưởng nó được, tại vì đơn giản là bây giờ mình không tưởng tượng ra nổi. Có thể có đó mà mình không liên tưởng tới. Nhưng mà có những con này quý vị liên tưởng tới nè. Thí dụ như Đức Thế Tôn có kể về cái bản sức mạnh của các loài voi. Trong đó có cái loài voi mà nó mạnh gấp 16 lần cái con voi bây giờ. Thì theo sư thì có thể là Đức Phật đang nói đến cái loài voi ma mút hồi xưa. Tại vì quý vị có xem bản sức mạnh, có thể có con voi nó mạnh gấp 16 lần, có con mạnh gấp 8 lần, có con mạnh gấp 4 lần. Rồi trong những cái hàng sư tử thì có những cái dạng là con sư tử trên đỉnh núi Tuyết Sơn nè, con sư tử chúa nè. Con sư tử chúa đó là nó bự hơn con voi bây giờ. Thì có thể đó là một cái loài sư tử thời thượng cổ, hoặc là cái con cọp cũng vậy. Cho nên là có nhắc tới, nhưng mà tại vì nó còn cái hậu duệ, nó còn cái tầng lớp hậu duệ của nó, cho nên bây giờ người ta nhìn cái con nhỏ, người ta suy ra là nó có cái có những con lớn. Nhưng mà thậm chí nếu như một người mà không có khảo cổ, không có nghiên cứu những cái khảo cổ học, không có đọc báo nhiều, mà khi họ đọc kinh mà họ nói ủa con voi gì mà có cái loại voi mà mạnh gấp 16 lần cái con voi bây giờ, họ không tin đó. Rồi có cái con sư tử gì mà nó bự dữ thần vậy, người ta không tin. Rồi đó là chưa kể là Đức Thế Tôn có kể có những cái loài chim mà nó bự, nó to lắm. Cho nên như một là như Đại Đức Tuệ Tường nói, tức là Thế Tôn thấy Ngài nói ra chúng sanh không tin thì không có lợi ích cho họ, cho nên Ngài cũng không có nói. Cái thứ hai là Ngài có nói, nhưng mà bằng cái trí của mình bây giờ đó, thì mình không tưởng tượng ra được nó là cái con gì. Và đó là như thế. Bây giờ sư qua cái câu hỏi tiếp theo.